kết quả xử lý ngày 19 tháng 6 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 868 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 118 phương tiện, 432 bộ giấy tờ, tức 112 giấy phép lái xe, xử lý 13 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Các tổ công tác 141 phát hiện, bắt giữ, bàn giao 6 vụ, 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, tăng vật thu giữ, một gói chứa tinh thể màu trắng, một viên nén ghi ma túy, một dao, một bình kim loại nghi chứa khí N2O, một xe mô tô nghi xe tăng vật, xử lý 42 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận, xử lý 45 tin, gồm Tổng đài 113 tiếp nhận 34 tin liên quan đến an ninh trật tự, điều động 34 lượt phương tiện, 136 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải quyết, phát hiện, bàn giao một vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền. Tổng đài 114 tiếp nhận 11 tin cháy, cứu nạn cứu hộ, kịp thời điều động 20 lượt phương tiện, 154 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.